Siêu thị tại gia, mua sắm tại nhà. Mưa rơi nhà rơi thì ta đi tay, khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thở dịu dàng, và em sao hồn nhiên xinh như nàng tiên, cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thờ dịu nhàng. Sơn, sản phẩm do siêu thị tại gia cung cấp, giải pháp giúp điều hòa không khí khô, oi bức, bụi bẩn và những thay đổi bất thường về thời tiết sẽ làm da bạn mất đi độ ẩm, da sẽ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng. Việc mất nước sẽ khiến cơ thể bạn khó thích ứng kịp, nên rất dễ nhiễm bệnh. Máy phun sương tạo ẩm do siêu thị tại gia cung cấp sẽ là lựa chọn tối ưu cho gia đình bạn. Máy phun sương tạo ẩm sử dụng công nghệ siêu âm, tần số dao động làm biến đổi hạt nước thành hạt sương siêu nhỏ và thoát ra khỏi không khí bởi sự trợ giúp của quạt. Đây là một giải pháp điều hòa trong phòng, làm lắng bụi, thanh lọc không khí, tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ của môi trường xuống từ 5 đến 7 độ C. Sử dụng máy phun sương như thế nào? Sử dụng cực dễ, chỉ cần đổ đầy nước vào bình chứa trong máy rồi cắm bật điện, bật công tắc. Luồng hơi nước sẽ được phun ra như khói lan tỏa khắp phòng, hơi nước sẽ được tạo ra và làm cho không gian xung quanh bạn trở nên ẩm hơn và mát hơn. Máy phun còn hỗ trợ bạn chức năng điều chỉnh hơi nước tỏa ra ngoài theo ý thích. Ngoài ra, máy hoạt động liên tục, không gây tiếng ồn, nhẹ nhàng, chăm sóc sức khỏe của gia đình bạn. Công suất tiêu thụ chỉ 38W, rất tiết kiệm, thiết kế ngộ nghĩnh với nhiều hình dáng đáng yêu như hình Pikachu, hình chú cá heo, chú ếch xanh. Máy không chỉ để tạo xương, tạo ẩm mà còn là một vật trang trí rất bắt mắt. Những chiếc máy phun xương do siêu thị tại gia cung cấp sẽ giúp không gian mát dịu, đủ độ ẩm, giảm bớt bụi. Khi phun, hơi nước sẽ làm cho môi trường trong phòng bạn có độ ẩm cao như mong muốn. Những hạt nước li ti kết hợp với những hạt bụi trong phòng cho tới khi hạt bụi đủ nặng rơi xuống làm cho môi trường sống trong lành hơn. Trong trường hợp cạn hết nước, máy sẽ tự ngừng hoạt động. Bạn cứ yên tâm khi sử dụng. Máy phun sương tạo hơi ẩm nhanh, mạnh và an toàn cho các thiết bị điện tử trong phòng cũng như sức khỏe của con người. Máy phun sương tạo hơi ẩm nhanh, mạnh và an toàn cho các thiết bị điện tử trong phòng cũng như sức khỏe của con người. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ siêu thị tại gia.vn, Hồ Chí Minh, 89B đường số 3 phường Tân Kiển, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0837753682, Hà Nội 163 ngõ 35 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại 0436629143. Đà Nẵng 350 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tổng đài miễn phí 1800 1552. Siêu thị tại gia, giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí trên toàn quốc.